Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Mộc TV nhá. Này mình có rất nhiều con cá sộp này, cá chuối này các bạn này. Đấy, thì để mà chào mừng kênh Minh Mộc đã được 3.000 người đăng ký thì cái tháng 9 này là cái tháng 9 rất nhiều sự kiện với kênh Minh Mộc TV các bạn nhá. Tháng 9 này là cái ở trên YouTube ấy, người ta đang thống kê là cái kênh Minh Mộc là sinh nhật được 1 năm, tròn 1 tuổi ngày 11 tháng 9 các bạn ạ. Thì hôm mọi khi mình hay quay các cái clip nấu nướng ăn uống ấy là để chia sẻ với mọi người. Đấy. Thì hôm nay ấy, là mình gia đình nhà mình cũng là làm bữa cơm dân dã thôi, nhưng mà hôm nay lại có thêm mấy con cá tròi các bạn này. Mấy con cá tròi này mình sẽ tí nữa mình sẽ nướng các bạn nhá. Ở quê thì mình hay gọi là cá tròi, cá chuối. Còn nhiều chỗ hay gọi là cá lóc mấy cả cá sộp, mấy cá chuối hoa đấy các bạn. Đấy. Gà thì hôm nay mình làm món bình dân thôi, không nướng nước. Hôm nay mình sẽ chỉ có làm món gà luộc thôi. Đấy, thì mời các bạn chú ý theo dõi clip của mình nhá. Nếu thấy hay thì nhớ like, share và chia sẻ video cho mình các bạn nhá. Thì thôi, không phải các bạn để các bạn chờ lâu nữa. Bây giờ mình sẽ sơ chế cái món cá chuối này nhá. Ôi, nhảy kinh gông các bạn này. Khỏe lắm các bạn. Này ba con này. Ba con này là đấy, to lắm. Nguyên liệu đơn giản thì hôm nay mình sẽ chỉ làm cái món cá nướng chui rơm này cho nó ăn cho nó ngon nữa nhá. Tại ở quê thì là đang mùa cảnh các bạn, nên là rơm thì rất chi là nhiều. Thank you.
đấy, mình sẽ ủ như này các bạn nhá, mình sẽ ủ như này trong vòng 20 phút các bạn này. 20 phút sau là cá này nó sẽ chín, vì cá này nó chín rất nhanh khi mà mình đã làm sạch rồi. Đây bạn ơi, cá của mình là được 3 phút rồi các bạn. Rồi mình thì bỏ ra nhá, thơm lắm. Đây là cái món cá nướng chui này, cá nướng rơm của mình đấy. Các bạn nhìn trông có hấp dẫn không? Quá ngon luôn các bạn ạ. Thì để mà cho mọi người diễn xuất tự nhiên, thì bây giờ mình sẽ mời các bạn để mà vào nhà mình sẽ đặt cái gọi là camera giấu kín để cho các bạn xem mấy cảnh review bữa cơm giản dị nhà mình nhá. Thank you.
mạnh ra. Thổi đi, Minh thổi đi, Minh thổi. Ờ, đang nhìn tôi tới nào. Thổi nào. Minh thổi. Thôi video mình xin kết thúc ở đây đây. Trên đây là cái review những cái cơm giản dị của gia đình nhà mình ngày hôm nay. Đấy, mình chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nhé.